Xin chào quý vị, chị và chú quay lại kênh Việt Phú. Hôm nay em đi quay dao tại cái cửa hàng cái quầy bán dao ở Nhật nha quý vị nhé. Đây là các cái dao được bán tại thị trường Nhật Bản và Made in Japan này. Đây là hãng thì đa số ở đây bán hãng của cái dao Kai. Kai Kitchen Knife cũng là một cái hãng dao nổi tiếng. Ví dụ cái con này là một con dao đề ba giả nhỏ. Nên em sẽ quay tương tự tương tự từ đầu cái viện chị của chú cô xem này. Đây là một con dao phi lê, là một con dao phi lê trước, rồi đến dao thái, dao mấy cũng không 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 đến mức có thể chặt được đâu. Chặt được các cái nhỏ thôi, cái to thì không thể chặt được. Đề ba chặt thì nó ở dưới này có mấy con này. Đó. Còn ở trên này thì nó không không có, đa số là các cái dao để nấu bếp với mức độ là thái rồi để đầu bếp người ta hay làm, còn dao chặt thì riêng. Ví dụ cái con 120 mm bên trên cùng, con dao bé bé này, dao gọt này. Thì nó là giá 9 trên 8, 7, 8 cả thuế. Trên đường thì rơi phải tải rơi tầm 1,6 triệu gì đó một con. À, con thứ hai này, 150 mm này. Thì là một man thì tương đương triệu 7 gì đó. Còn thứ ba là 145 mm thì là có giá 1,1 man. Man thời điểm hiện tại man số rất là thấp, 163 tới ngày hôm nay. Em quay thì 163 đồng Việt Nam đổi 1 đồng yên, thì con này là tầm khoảng tầm 1,7 triệu gì đó, 1,8 triệu gì đó, 1,7 triệu gì đó, trên 1,7 triệu, 1,750 triệu gì đó. Đối với thời điểm trước nó rơi tầm một man là 220.000, thì bây giờ nó chỉ xuống còn 163.000 thôi, nó quá thấp so với thời điểm trước. Thì đối với bây giờ mà đi Nhật để sau đó giảm nghèo thì là một cái phương án sai rồi, nó không phù hợp với thời điểm hiện tại. Đây là đến dao thứ ba này, con này là con dao Damascus Class Steel này, Sekima Goroku. Con này giá có đường chiều dài là 165 mm, giá là 1,290 còn 1,3. Tiếp theo là 1,80 mm thì có giá là 1,5 hoặc 1,4. Con rưỡi giá 210 mm thì giá 1,5. Còn 165 nữa thì lại có thái này. Thì lại có 1,4. Đó. Một cái dao này thì người ta kèm đá bên dưới này là hộp có đính đá đi kèm, bên này thì màu cán gỗ màu vàng, bên này là cán nâu cán vàng, bên này thì giá nó cũng gần như tương tự nhau. Quý vị có thể thấy trong cái hình ảnh nhé, thì nó gần như tương tự nhau. Cái màu dao và cái thiết kế của cái lưỡi cắt nó khác một chút so với cái dòng bên kia. Dòng bên này thì là gì đây, composite và carbon, đấy là hợp kim composite và carbon nha quý vị anh chị cô chú. Đây thì nó là stainless hai carbon, đây carbon cao hơn thì độ cứng nó sẽ cao hơn. Đấy, giá thì cũng tương tự, ngoài cái dòng này thì có vẻ nó rẻ hơn một chút này, 1,1 cho tương đương 1,5 là 1,2 3. Thì cái bộ này tương đương nó sẽ rẻ hơn cái bên này tầm 2 cent, 300 nghìn trên 300 nghìn một con. Ở sau bên này cũng tương tự như thế. Ở trong cái tủ này, niêm phong này thì là nhiều dao cao cấp hơn này. Có những con đề ba chặt rất là khủng này. Thưa quý vị này. Hai con này thì người ta không dán giá, không biết tại sao lại không dán giá. Chắc là trưng bày thì không biết sao không dán giá, có vết rỉ, gia công thủ công luôn đó, da có những vết rỉ in cái xem sản xuất, cái nhà sản xuất lên này. Thì giá nó cũng tương đương với những cái bên kia, nó cũng tầm từ 5 sen này trở lên. Có những cái con dao này, dao phi lê này, đến những cái con này, lưỡi cong rồi đề ba, những con dao phi lê lưỡi dài này, đầu bếp hay đặt cá này, làm sashimi này. Đây có con đề ba này, con đề ba này đây,
đề 3 180 thì là giá của một man này. Đề 3 210 giá 1 man 6. Vậy là hai con này đó. Ba con này đó. Mời quý vị, em quay ra xa quý vị thấy. Đó. Trong lồng kính rồi, camera an ninh thì hoạt động luôn. Có ghi kìa, hình camera kìa. Dưới này là những con dao bằng inox của Kai Tiếp. Giá thì rẻ hơn, dòng này sẽ rẻ hơn, tầm dao động 3 sen đến 5 sen một con. Mà có dao bằng ceramic là gì? Quên mất tiếng Việt cái dòng cái từ này, ceramic là cái gốm. Ceramic sao trắng, ceramic phía trong á. Còn đấy thì cũng tương đương với dao inox, kim inox. Đó, dao phi lê rồi dao thái, dao cắt. Đề ba của cái cán gỗ này thì cũng giá 8 trên 7 này, cũng tương đương với mấy con bên trước kia. Nói chung dao đề ba thì nó là giá tương đương nhau quý vị ạ. Cán gỗ, cán kim rồi cán nhựa. Đây thì những con này thì đa số là bằng cán bằng gỗ hết đó. Con dao cái nhìn rất đẹp này. Đó, 4/7 này, 4/8. Các bác ở Việt Nam thì cũng không biết là có lấy nguồn ở đâu về á, cũng có một số group mà em có tham gia thì các bác bán 500.000 một con. Dao cai Seki này. Nói dòng này luôn. Và cái giá tương đương giá có thị trường Nhật ở tại Nhật các bạn trực tiếp Made in Japan này. Thì con này nó ở tầm trên 600.000 một con. Là tại có hạn, chưa có phí gì hết ạ. Mỗi mua tại quán rồi. Thì đó là giá trên 600.000 rồi. Mà các bác về Việt Nam, các bác có đăng lên mấy group em tham gia bảo xả hàng lấy lỗ, bán vốn gì gì á, thu hồi vốn á, bán 500.000 một cái. Em thấy cái tin đấy thì em mới ra trực tiếp để em quay và bị coi đây. Thì giá đó thì chắc nó không biết là hàng nguồn đâu, em không biết, nhưng không rất chắc chắn, nhưng mà giá đó thì rẻ hơn là tại chỗ mua luôn à. Còn mua ở đâu, các bác mua ở đâu được nguồn rẻ thì em không biết. Còn dao đây thì rất là nhiều. Nên em đi mua một số đồ dao rồi đồ khóa rồi mũi khoan cho khách ấy. Tiện em vào đây. Còn bên này là đá mài và kéo, kéo cũng rất là đắt. Germany luôn này, kéo của Đức này. 20 cm thì có giá là 1/6 tương đương tầm 300.000. Dao này thì cắt được nhiều thứ, cắt cua, cắt giấy, cắt thủ công đó. Còn họ không ghi là cắt thịt đối với cái dòng kéo này. Đây thì ghi là cắt cua, đến mức cắt cua thôi chứ không thể ghi đến cắt thịt gà, thịt như một số cái dòng SK5, SK11. Đây, T-Flat thì không biết là dòng này có cắt không. Cái này chắc là không rồi, cái này mỏng hơn. T-Flat này chỉ cắt giấy, cắt trên chưa. Đã mài nè quý vị này. Đã mài rất là nhiều loại. Đây, trước em mua con này. Con này nhưng mà trước em mua có dùng nhưng mà cũng không ăn thua lắm. Nó cũng cáo rồi nhưng mà em thấy dùng cũng không hay lắm. Vì cái này, cái gỗ này nó nhanh mất cái trắng ngoài lắm. Mà còn lượt là nó đen thui nên là nó không được lâu. Còn mấy cái đá này thì nó ngon. Cái này thì cũng không ăn thua. Cái này là cái bỏ dao vào quẹt cái này không ăn thua. Chỉ có đá này thôi. Đá này thua hết mấy đá này thôi. Đá này bạn xin mốt một cái tầm 200.000. Cũng khá đắt. Cái này rẻ mua cái về mới dùng này. Khá đắt. Còn lấy đít cốc và đít bát lên để mai thôi quý vị. Này ra cái lưỡi mài như thế này thì nó cũng tầm 200.000 cả. Đó, có nhiều bác cũng mua lô đá mài về cũng bán ở Việt Nam cũng nhiều. Thì phải em cũng đấu cho một vài bác cũng mua lô hàng dao rồi đá về để bán. Đá thì nó là cái cân nặng nó cao nên là cái chi phí nó cao, về bán thì không em không ăn thua lắm, không lúc không đủ công nên em không muốn làm. Còn dao thì em thật là em cũng đấu cho anh chị ở Việt Nam
cả nghìn con nữa, em bán em đưa về cả nghìn con nữa, các anh chị mấy nghìn con đấy, khoảng nghìn con, nhưng mà về anh chị ấy mài rồi bán đó, cho em không có người nhà làm, không có hứng thú làm những cái việc như mình làm này, nhà là không không gửi về hàng bán được. Nhưng còn có ví dụ như người nhà hoặc là anh em bạn bè có những người nào mà người ta có nhu cầu làm những hàng này hoặc có hứng thú làm những hàng Nhật như em thì em gửi về luôn, đầy đầy luôn. Đấy, thế này em quay cái diện chị của chú xem một số cái mẫu dao ở Nhật, cái hàng dao giá cả và cái các cái hãng nào bán đó. Thì đã cũng quý vị anh chị có nhu cầu mua dao mới dao cũ thì em vẫn có hàng em gửi về. Đấy, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh, ủng hộ kênh của em.